Những bí ẩn về thế giới tâm linh có thể là bạn chưa biết. Rất hoan hỷ chào đón các bạn đang theo dõi chương trình Kiến thức tử vi về tướng số trên kênh Kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: về giải mã những bí ẩn về thế giới tâm linh có thật với những điều bí ẩn mà có thể bạn chưa biết về thế giới tâm linh. Về giải mã những bí ẩn tâm linh đằng sau những khoảng cách 11 giờ 11 phút trên đồng hồ. Không chỉ đơn giản là những con số trùng nhau và khoảng khắc 11 giờ 11 phút trên đồng hồ còn chứa đựng những điều bí ẩn bất ngờ. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là tại vì sao với khoảng khắc từ 11 giờ 11 phút lại trở nên đặc biệt như vậy? Với thời gian trên đồng hồ là hệ số 12 tiếng, với 11 giờ 11 phút quả thực là thời gian vô cùng đặc biệt và duy nhất khi dãy số 1 cùng một lúc xuất hiện trên đồng hồ. Vì vậy, với điều gì đã khiến cho thời khắc này trở nên đặc biệt và quan trọng đến như vậy? Thì chắc chắn ở trong chúng ta cũng đã có từng ít nhất một lần thắc mắc vì sao mà bản thân lại thường bất chợt nhìn thấy những con số giống nhau liên tục lặp đi lặp lại trên đồng hồ, đặc biệt là khi sử dụng đồng hồ điện tử. Dù là hành động xem đồng hồ này là bộc phát chứ không có chủ đích và nó diễn ra vào những khoảng thời gian khác nhau, với có những lúc ta chỉ chợt nhìn thoáng qua đồng hồ mà phải giật mình khi phát hiện thời gian trùng giờ và phút nó giống nhau như khoảng khắc 11 giờ 11 phút. Không sai khi nói rằng với thời khắc 11 giờ 11 phút là giây phút đặc biệt hơn cả và cũng rất nhiều người vô tình gặp phải. Đây cũng là thời điểm 4 con số cùng xuất hiện trên đồng hồ, nó giống hệt như nhau, song song, ngay ngắn và rất đồng bộ. Và rất dễ thấy, với con số ở thời điểm này, nó thỏa mãn cả đôi mắt lẫn tâm trí người nhìn, thấy một cách rất khó hiểu, nhất là với những người có niềm đam mê và quan tâm đặc biệt đến những con số. Và những sự trùng hợp bất ngờ và thú vị này đã khiến cho không ít người tò mò về ý nghĩa thực sự đằng sau những khoảng khắc 11 giờ 11 phút này. Và các bạn thân mến, về thứ hai là về lý giải của khoa học về khoảng khắc 11 giờ 11 phút như sau. Trong khoa học thì có những cách lý giải về khoảng khắc này là theo một cách logic nhất thì những con số có ở khắp mọi nơi xung quanh cuộc sống của chúng ta nên những chuyện trông thấy chúng là hoàn toàn dễ dàng. Tuy nhiên thì có một vài con số sẽ nổi bật hơn cả và khiến người ta phải ghi nhớ, đó là thường các con số theo chuỗi tăng tiến dần 1, 2, 3, 4, 5 hoặc những số giống nhau. Với con số 11 giờ 11 phút là hệ 12 giờ là khoảng khắc duy nhất trong ngày mà các con số nó trùng lặp với nhau. Chính vì vậy mà dãy số này rất dễ dàng thu hút sự chú ý hơn hẳn với các con số khác và nó lưu lại trong đầu chúng ta lâu hơn. Với một khi đã bị thu hút và chú ý đến nó thì ta sẽ trở nên bận tâm, tò mò về chúng và càng như thế với các con số cứ lặp đi lặp lại 11 giờ 11 phút cũng càng xuất hiện trước mắt ta nhiều hơn. Còn nếu mà giải thích theo hướng logic của nhà tâm lý học đã gọi sự trùng hợp kỳ lạ giữa những sự vật hay hiện tượng xảy ra đồng thời và có sự kết nối với nhau bằng khái niệm. Ông ta cho rằng với sự trùng hợp đó không phải là ngẫu nhiên và sự xuất hiện lặp lại của con số 11 giờ 11 phút trên đồng hồ có thể rơi vào những trường hợp sau. Còn theo nghiên cứu của đại học và sự lặp lại của những con số đã khiến cho người ta trở nên thích thú và vui vẻ hơn. Đơn giản bởi con người thường nhầm lẫn rằng họ nhận thức về sự vật qua các giác quan nhờ vào hình hài của chúng như vuông hay tròn, dài hay ngắn.
Nhưng về trên thực tế thì ta phân biệt được là nhờ trải nghiệm về vật thể đó ở trong quá khứ đã khiến cho ta gợi ra trong đầu khi lặp lại sự vật đó. Về hiện tượng này được gọi là hiệu ứng từng trải, cũng là một trong những nguyên do đã khiến cho ta cảm thấy rất thú vị và ghi nhớ mãi khi gặp một điều gì đó trùng hợp, nó lặp đi và lặp lại. Về thứ ba là về những sự thật đằng sau khoảnh khắc linh thiêng 11 giờ 11 phút như sau. Dưới góc độ về tâm linh thì số 11 nó tượng trưng cho sự liên kết giữa cái chết và sự bất tử. Điều này nó cho thấy khi đồng hồ điểm báo vào khoảnh khắc 11 giờ 11 phút thì cửa sổ chân trời mới sẽ được mở ra, ban cho bạn những điều tốt lành từ Chúa Trời. Với trong thần số học của phương Tây thì con số 11 còn được gọi là con số chủ đạo vì nó được cấu tạo từ hai chữ giống nhau. Nó sở hữu những phẩm chất của sự kiên nhẫn và trung thực, trực giác của tâm linh, nhạy cảm của chủ nghĩa duy tâm. Khi trông thấy một chuỗi số lặp đi lặp lại là số 11 thì bạn rất có thể đang được sống trong thời khắc nhiều điều kỳ diệu của vũ trụ nó sắp xảy ra. Còn các đạo gia tin rằng khi bạn gặp con số 11 giờ liên tục trong 3 lần một tuần thì hãy xem đó là điềm báo về tâm linh, cũng là hồi chuông thức tỉnh về bản thân cần phải lên dây cót cho tinh thần mình. Và bạn cũng cần phải nhanh chóng thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống vì đây rất có thể sẽ là khoảnh khắc bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn có thể sắp diễn ra. Ngoài ra thì sự xuất hiện nhiều lần trong thời gian ngắn của một con số 11 giờ 11 phút này cũng nhắc bạn nên phải có ý thức về sự cân bằng trong các lĩnh vực của cuộc sống như giữa công việc, nghỉ ngơi, giữa các cảm xúc và lý trí của chúng ta. Có một số ý kiến khác cũng cho rằng khi trông thấy dãy số này có nghĩa là có một cánh cửa đang mở ở trong cuộc sống của bạn và bạn cũng nên nhờ tới sự hướng dẫn của thiên thần để được chỉ đường và dẫn lối. Dù có rất nhiều ý kiến khác nhau để giải thích về khoảnh khắc này, song nhìn chung với dãy số 11 giờ 11 phút, nó tác động không nhỏ đến những suy nghĩ trong tâm trí của người nhìn thấy. Nó nhắc nhở người ta nên tập trung và có suy nghĩ tích cực hơn, hãy lạc quan để đón chờ điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta. Bên cạnh những ý nghĩa động viên dãy số 11 giờ 11 phút còn có nhiều ý nghĩa khác nhau thú vị không kém và theo lịch của người Maya cổ đại với toàn thế giới có những bước chuyển mình và nhân loại sẽ cùng nhau chào đón kỷ nguyên mới vào thời điểm 11 giờ 11 phút ngày 21 tháng 12 năm 2012. Không những vậy, với nhiều nhà nghiên cứu khác khi nói về dãy số này, nó cho biết rằng về tổng của chúng bằng 4. Với một con số may mắn theo quan niệm ở phương Tây thì số 4 ở trong bốn cạnh bằng nhau của hình vuông, với số 4 của bốn mùa trong năm, với số 4 ở trong bốn nhân tố tạo nên sự sống, sống thì có đất, khí, nước và lửa, và số 4 ở trong cỏ là bốn lá may mắn. Và các bạn thân mến, về thứ tư là những điều gì xảy ra nếu vô tình nhìn thấy khoảnh khắc 11 giờ và 11 phút. Với chuyện gì sẽ xảy ra khi ta vô tình nhìn thấy khoảnh khắc 11 giờ 11 phút, nó linh thiêng và đặc biệt như thế nào? Với những người tin vào thế giới tâm linh thì dãy số 11 giờ 11 phút như một lời nhắc nhở rằng bạn đang sống trong khoảnh khắc rất dễ xảy ra những điều kỳ diệu nhất của vũ trụ. Và đây là thời khắc vô cùng may mắn, nó tượng trưng cho sự hiệp nhất của nhân loại. Và có một số người cũng tin rằng trong thời điểm 11 giờ 11 phút chính là lúc trời đất sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta để báo hiệu một điều gì đó rất quan trọng. Còn nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi hay chán nản và vô tình nhìn thấy một dãy số lặp đi lặp lại và đặc biệt là dãy số 11 giờ 11 phút thì hãy nhớ rằng đó là một dấu hiệu may mắn đến từ các vị thần hộ mệnh của chính bạn. Với trong những khoảng thời gian này thì bạn
hãy dành toàn bộ với sự tập trung của bản thân mình cho những gì bạn thực sự mong muốn, thay vì những việc quẩn quanh bên lý do khiến mình sợ hãi. Còn những thiên thần sau khi biểu hiện được sự cố gắng cũng như là nỗ lực của bạn sẽ ban tặng những phần thưởng xứng đáng cho bạn. Như vậy, với khoảng khắc 11 giờ 11 phút là quả thực, nó là thời điểm vô cùng kỳ diệu. Vậy thì ngay từ bây giờ, mỗi khi bản thân bạn vô tình bắt gặp thời khắc này, hãy nhớ rằng chắc chắn sẽ có một điều may mắn sắp mỉm cười với bạn. Tuy vậy, với ý nghĩa linh thiêng của khoảng khắc này sẽ hoàn toàn mất đi và mất tác dụng nếu chúng ta cố tìm cài chuông đồng hồ hay lựa chọn số phòng, số tầng mang số 11. Ta phải để mọi thứ nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, và vào khoảng khắc trùng hợp vô tình ấy thì điều ước của ta sẽ trở thành hiện thực. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.